Bạn trai làm rớt bánh kem và phản ứng tinh tế của cô gái nhận mưa lời khen. Theo đó, Nay mua tặng cho bạn gái mình một chiếc bánh kem nhỏ xinh và cả hai có bật điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Tuy nhiên, lúc chàng trai giơ chiếc bánh nghiêng lên để nhìn rõ những dòng chữ và họa tiết viết trên bánh hơn, thì không may làm rớt úp chiếc bánh xuống dưới bàn. Tưởng như bạn gái sẽ nhăn nhó càu nhàu vì làm rơi bánh, nhưng ngược lại, sau một giây đứng hình, thì cô gái đã nở nụ cười tươi như hoa, kiểu như việc rơi cái bánh không có gì đáng trách móc cả, mà lại là khoảnh khắc hài hước vui vẻ của cả hai. Thấy bạn gái cười tươi, anh chàng cũng cười theo luôn rồi nhặt chiếc bánh lên, rồi vui vẻ cười nói. Phản ứng dễ thương tinh tế của cô gái khiến anh chàng đỡ ngượng ngùng trước sự cố vừa xảy ra. Chiếc bánh có thể mua lại, nhưng cảm xúc là không thể. Một số bình luận để lại: bạn gái xử lý quá tuyệt vời, chứ nhiều người khác chắc lại nổi cọc và nay anh chàng kia sẽ được một trận tơi bời cho mà xem. Bạn nam đã gặp được đúng người rồi đấy ạ. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.